Cho các bạn nhá. Hello luôn. Các bạn đi học cái gì? Chào ba chấm nhá. Các bạn mới vào thì thả tim mới chia sẻ like giúp anh nhá. Đợi mãi à. <laughs> okay. Chủ nhật là các bạn đi học bao giờ? Chiều thứ ba làm đề toán 11 đi anh à Tối thứ ba nhá à, Tuần sau tuần sau cái gì nhỉ? Hình như là tuần sau có nhiều sở thi phết nhỉ? Chào bạn mắc quá ảo nhá Tuần sau thi rồi à? Tuần sau có nhiều sở thi đúng không? Đi chơi lôi á, chơi lùi làm gì? Tuần sau thi rồi à? Tuần sau có những sở nào thi ấy? Tuần sau anh chữa để thêm đề sở đó nhá. Chưa thứ tư à? Sở 18 ok. Biết biết là sở sở 18 rồi nhưng còn nhiều sở khác nữa. Em ở Hải Phòng à? Hải Phòng là 15 đúng không? Bắc Giang 98. Bắc Giang là hôm nào thi ấy nhỉ? Hải Phòng là hôm nào thi? Bắc Giang là hôm nào thi? Các bạn hôm nào có đề thi rồi thì các bạn gửi cho anh chữa luôn nhá. Hóng nhất là mấy câu vật dụng cao ấy, nhất là mấy câu vật dụng cao. Thứ ba thi anh À? Thứ ba thi à? Thứ tư thế à? Thứ tư có hai đề sở thi đúng không? Phong là Hà Lam à? Hà Lam hôm nào thi ấy? Nam Định á, Nam Định thì anh biết là hôm nào thi rồi. Còn những cái sở khác nữa, chắc chắn là tuần sau là nhiều sở thi này. Mấy cái đợt ra tiết dương nữa, đấy rất là nhiều sở thi bắc giang cũng thứ tư thì ui sao nắm thứ tư thế nhỉ cái này chắc là thứ tư bão thì mất nhiều sở thế hải dương thứ năm ở à? đấy hải dương rồi đấy quảng ninh là năm sáu bảy à ok nhá đề này hôm qua vừa thi cuối kỳ à bắc giang thứ tư năm, thứ tư sao nắm sở thi nhở Nó định đấy mất lôi hèn à ok các bạn mới vào thì thả tim chia sẻ like giúp anh ạ các bạn thả cho lên 1 k một đến 2 k tim giúp anh nhé ok chưa bắt đầu học luôn nhá câu số 1 là phú thọ nữa phú thọ làm thế à tuần sau hình như vĩnh phúc thi nữa công nhận là tuần sau là nhiều nhiều sở thi này Đấy, tuần sau chắc là chữa liên tục luôn noel xong cái thứ tư thi luôn này, này câu một là câu số 1 à câu số 1 nhá Câu 1 các bạn chọn gì nhỉ Là câu 1 à. 7 là sao ạ? À? chưa? Các bạn làm công anh thì các bạn nhớ là comment đáp án nhé, được chưa? Mình sẽ comment đáp án và kèm số câu nhé. Là câu 1 này. Câu 1 đúng không? Khối bát diện đều thì có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? Khối bát diện đều đúng không? Bát diện đều thì có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng nhỉ? Bát bát diện là 8 đúng không? Vậy nó sẽ có 9 mặt phẳng đối xứng nhá là Na Câu uh, số 2 nào, câu 2. Cho hàm số y f(x) có đồ thị là đường cong cho hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn từ chữ -2 đến 2. Nhớ là giá trị lớn nhất trên đoạn từ chữ -2 đến 2 nhá. Được chưa? Đây là trên đoạn từ chữ -2 đây và đề 2 đây. Lớn nhất là cái điểm cao nhất đúng không? Mình sẽ xét, xét cho UI nhá. Vậy lớn nhất là bao nhiêu đây? Lớn nhất là bằng 1 đúng không nhỉ? Vậy câu 2 là chọn A nhé. Câu số 3 nào. Câu 3. Phương trình 3 mũ 1 x cộng 13 mũ 1 x bằng 10 có tập nghiệm là bao nhiêu đúng không nhỉ? Nà câu 3 các bạn chọn gì nhỉ? Câu 3 nào. Câu 3 vừa máy tính cũng được đúng không? Nà các 3 nào Được chưa? Câu 3 này có phương trình đúng không? Nà câu 3 anh sẽ bày nhá. Câu 3. Câu 3 vừa máy tính cũng được Mà các bạn làm tự luận được nhá. Nà câu 3 nào. Bấm lên tính như thế nào à? Ok nhá, thì tranh dễ hướng dẫn bản chất trước đã. Xong rồi hướng dẫn tự luận sau, được chưa? Nhỉ? Câu 1 là có 9 mặt phẳng đúng rồi, câu 1 là có 9 mà. Nào, thứ nhất là 3 mũ 1 cộng x. Được chưa? Cộng cho 3 mũ 1 chữ x thì bằng 10, đúng không nhỉ? Tương đương nhá. Thì 3 mũ 1 cộng x đúng không? Mình tách ra nó bằng 3 nhân với 3 mũ x. Cộng này. 3 mũ gì đây? 3 mũ 1 chữ x đúng không? Thì nó sẽ bằng là 3 trên cho 3 mũ x bằng 10 nhá. Ok chưa? Sao không thấy anh phát lại trên á? Bởi vì là có một số video này không tải được ấy. Thế nên các bạn thông cảm nhá. Được chưa? Nào anh sẽ nhân lên này. Tương đương này, thành có là 3 nhân với 3 mũ 2x này cộng cho 3 trừ cho 10 nhân với 3 mũ x thì bằng 0. Được chưa? Từ đây anh sẽ đặt này. Đặt nhá, mình đặt đặt 3 mũ x thì bằng gì đây? Đặt 3 mũ x thì bằng t. Thì phương trình của anh sẽ được là 3t bình cộng cho 3 và trừ cho 10t thì bằng 0. Nhớ điều kiện nhá, được chưa? Điều kiện ở đây là gì đây? Là t phải lớn không yeah. nhá. Điều kiện ở đây là t lớn không. Ok chưa? Sure. Nào mới thấy mặt anh nhá. À là thấy mặt anh ạ Ngày 32 tháng 1 nhá Ngày 32 tháng 1 chưa yeah. Ok chưa? Các bạn bấm máy tính phương trình bậc 2 này Menu 922 đúng không? Các bạn nhập vào là 3 Thằng này là trừ 10 nhá Caso ta à? Ok Xem đúng caso ta đi nhá Nó ra nghiệm T bằng 3 và T bằng 1 phần 3 Đấy T bằng 3 Hoặc là T bằng 1 phần 3 Được chưa? Nhưng mà nó chỉ là đây là hai nghiệm của T nhá Mình đang yêu cầu là tìm nghiệm X đúng không? Vậy tương đương này thì anh có ngay là 3 mũ x thì bằng 3 hoặc là 3 mũ x thì bằng 1 phần 3 Được chưa? Vậy 3 mũ x bằng 3 thì mình tưới suy ra x bằng 1 3 mũ x bằng 1 phần 3 tưới suy ra x bằng trừ 1 nhé Vậy từ đây sẽ có hai nghiệm là trừ 1 và 1 đúng không? Vậy đoán chính xác thì là đoán D nhé D, ok chưa? Lịch học là khi nào Hôm nào anh cũng dạy luôn Ok chưa? Các bạn follow kênh anh xong rồi các bạn bấm cái thông báo nhé TikTok bây giờ cái nút thông báo ấy Chờ, lúc nào anh like sẽ thông báo nhé Chào bạn Lam nhỉ Con hiểu chưa Hay quá anh à Bấm máy sao ok nhá Bấm máy đúng không Bây giờ sự dân dân bấm máy nhá Để chưa? bấm máy như là... à, okay. nào ạ Ok Nè Nhưng mà anh dạy nhiều khối <laughs> Thế phải đa dạng chứ đúng không Nói chung là từ lớp 10 cho đến lớp 13 nhá Được chưa Là các bấm máy này Các bạn nhập cái biểu thức vào cho anh nhá Nhập cái biểu thức vào Được chưa Nhìn rõ không nhỉ Đấy nhập cái biểu thức vào nhá Là ba Mũ 1 cộng x Được Và cộng cho 3 mũ 1 x. Đấy, sau đó mình cho gì đây? Bằng 10 nhá. Được chưa? Tới đây các bạn làm gì? Các bạn nhấn shift sol này. Shift sol nhá, mình cho một giá trị bất kỳ được chưa? Anh cho là 2 chẳng hạn. Nhá. Thì nó ra luôn, được chưa? Ra x bằng 1 này. Đấy, nhưng mà muốn tìm nghiệm nữa đúng không? Thì các bạn lại sol tiếp cho anh. Các bạn cho một nghiệm âm đi, anh cho là âm 6 đi. Có file á, có nhá, bạn nào cần file thì nhắn qua phở bò cho anh nhá. Thì nó cũng ra thôi. Thấy chưa? Đấy, ra một nghiệm âm 1 và một nghiệm 1 nhá. Ok nhá, chào mít nhá. Đấy. Các bạn thấy hay thì các bạn thả tim với chia sẻ like giúp anh nhá, để để view giúp anh tí. Được chưa? Hôm nào anh cũng like mà. Được chưa? Ngày mai thì anh sẽ like mấy câu vật dụng cao nhá. Riêng buổi ngày mai thì chắc là anh sẽ like nguyên vật dụng cao trong các đề thi gần đây. Được chưa các bạn? Ok chưa nhá? Em xem không kịp à? Thấy chưa? Các bạn cho một nghiệm âm ở Nguyễn dương nhá. Được chưa? Đây, một nghiệm âm này. À một Nguyễn dương nhá, ship zone này. Cho một Nguyễn dương được chưa? Đấy, cho là 3 nhé Đây. Thầy em toàn chỉ tay à, đúng rồi phải. Thì thì trách nhiệm mà đúng không? Trách nhiệm thì vừa vừa bấm máy vừa tự luận luôn được chưa? Một nghiệm dương nhá thì đây. Các bạn xem là bao nhiêu nhỉ? Là một đây, được chưa? Lại ship son tiếp, một nghiệm âm này. Một nghiệm âm nhá, được chưa? Âm 3 đi. Đấy, âm 3 nhá. Được chưa? Đây. Là sẽ ra này. Mai lúc mấy giờ? Mai 7 giờ nhá, trừ 1 nhìn chưa? Đấy. Nhớ cho nhỉ? Em ship son cho anh là một nghiệm âm. Số nào cũng được à? Đúng rồi, số nào cũng được. Em có cho gì đây? Em cứ cho anh là một âm và một dương nhá, được chưa? Đấy. Như kiểu là một bạn nam và một nữ đúng không nhỉ? Công thức ở đâu á? Làm gì công thức? Trời ơi, cái này bấm máy dễ mà cần gì công thức. nhá. Câu số 4 nào. Được chưa? Câu 4 Casola B à, OKA được chưa? Hướng dẫn hai cách nhá. Bởi vì các bạn thi trách nhiệm đúng không? Thì anh sẽ hướng hai cách. Các bạn vừa hiểu được bản chất đúng không? Vừa lại vừa biết cách gì? Vừa biết cách bấm máy nữa, được chưa? thì có vẻ tốt không? Đi thi mà vừa biết bấm máy, vừa hiểu bản chất của là ngon không? Đúng không? Nào, câu số 4 nhá cơ số 4 nào. Thì đây, cho a thì bằng là loga cơ số 2 của 3. Khi đó loga cơ số 9 của 8 thì bằng bao nhiêu? Em yeah, quên hết rồi, quên nhanh nghe Được chưa? nào, câu này mình phân tích nhá. loga cơ số 9 của 8 thì bằng gì đây? Nó sẽ bằng là loga 9 thì bằng gì nhỉ? 9 thì bằng 3 mũ 2, 8 thì bằng 2 mũ 3. Được chưa? Vậy mình sẽ đưa cái mũ ra ngoài, nó sẽ bằng là 3/2 nhân với loga cơ số 3 của 2. Nhưng mà đề cho là loga cơ số 2 của 3. Vậy ta sẽ đảo cơ số nhé Thì nó bằng là 3 phần 2 nhân với 1 đúng không? Trên cho loga cơ số 2 của 3 Được chưa? Vậy nó chính là bằng 3 phần 2 nhân với gì đây? Nhân với 1 phần A Hay chính là bằng 3 trên cho 2A 3 trên 2A đúng không nhỉ? Vậy đang chính xác là đoạn B nhé B Các bạn hiểu chưa nhỉ? Này bấm máy cho nhanh anh à? Ok Các bạn hiểu bản chất chưa? Để anh hướng dẫn bấm máy nhé Xem lại đâu ở ITB anh nhé bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ anh nhá. Được chưa? Các bạn hiểu chưa nhỉ? Đấy. Nhá, tiếp này hướng dẫn bấm máy à Đấy, hướng dẫn hai cách luôn nhá. Đi thì hướng dẫn hai cách luôn. Kênh gì á? Kênh ITB nhá. Bạn nào biết thì bạn chỉ giúp anh với nhá. Chả hiểu á, lại đùa. Không hiểu thật hay đùa ấy, được chưa? Đấy, nên sau nhá. Mình nhập loga cơ số 2 của ba vào, được chưa? Anh anh mới like thôi, được chưa? Loga cơ số 2 của ba nhá. Đây các bạn này. Chào mừng in lớp nhá, được chưa? Xong mình nhấn gì đây? Nào, mình nhấn to A được chưa? Đấy. to A, nhìn chưa? Nhìn chưa? mình lưu vào store A nhá. Rồi, mình để đấy, mình cứ để đấy được chưa? Bây giờ mình cứ ra hỏi đi ơi, loga cơ số 9 của 8. Loga cơ số 9 của 8 đúng không? Đấy. Nào, mình chạm vào loga cơ số 9 của 8 được chưa? Nào. Loga cơ số 9 của 8 thì bằng gì đây? Nào. Nó bằng là 0, 0,946 đúng không? 0, 946 Bây giờ các em bấm nhé Xem đáp án nào ra như này Thì em khoanh Nhớ chưa Xem đáp án nào ra như này em khoanh nhé Đáp án A này Là 2A trên 3 2A trên 3 Không ra đúng không Đáp án A sai nhé Tiếp theo đáp án B đi Là 3 trên 2A 3 trên 2A Được chưa 3 trên 2A nhé Thấy chưa Thấy ra 0,9,4,6 rồi nhỉ Vậy đáp chính xác là Đáp án B nhé Đấy, hai cách bấm Hiểu chưa, Hiểu chưa nhỉ? Anh đã lại câu 3 á, câu 3 em xem lại giúp anh nhá. Trời ơi. Anh giải lại câu 4 đi đoạn đầu em chưa rõ lắm á, thì em lưu ở cái bên A này thôi. Em nhập cái phương trình này. Gắn nút đâu á? Đấy, em nhập nhá, em nhập lại này, loga cơ số 2 của 3, hiểu chưa? Sau đó nhấn sở to A là lưu này, hiểu chưa? Đấy. ITB là gì á? ITB là tên tên như TikTok nhá. Câu số 5 này, câu số 5. Đấy. Nói chung là kênh anh kênh nhanh tới đây mà lấy lại được tương tác ở trên đấy thì anh sẽ like trên đấy nhá. Like trên đấy các bạn có thể xem lại được luôn mà trên đấy các bạn tua được nữa. Chứ ở TikTok thì không tua được. Là câu số 5 nhá. Câu 5 nào các bạn comment đáp án nào. Câu 5 các chọn gì nhỉ? Câu 5 nào. Comment nào. Câu 5 nhỉ? Được chưa? Đấy. Được chưa? Đây cần mọi loại sô đúng rồi, cần mọi loại sô nhá. Được chưa? Có bạn nào dùng 880 không? Thì anh tí nữa anh sẽ thử dân dẫn thêm 880 nữa nhá. Nào. Câu số 5 nào các bạn? Câu 5 nào? Câu 5 các bạn chọn gì nhỉ? Câu 5 nào? Được chưa? Câu 5 Đấy Mới có like tối qua không ạ à? Em thứ ba về thi à Có em Đấy chưa Câu câu năm nào Câu 5 các bạn chọn gì nhỉ Tối anh like tiếp nhá Câu năm nào Cho năng trụ có diện tích đáy thì bằng 7 Cạnh bên thì bằng 3 Đấy chưa Tạo với đáy một góc là bằng 45 độ Đúng không nhỉ Thể tích của khối trụ bằng nhiêu Đấy Thì câu này mình sẽ đi phân tích câu này nhá Như sau đây Yêu cầu tính thể tích của khối năng trụ đúng không Nào thể tích của năng trụ Công thức là gì nhỉ V thì bằng 1 Đúng không À không phải khối năng trụ là Đúng không Nó bằng là h h nhân cho b đúng không nhỉ b là diện tích đáy và h đó chính là chiều cao đúng không nào bây giờ các bạn sẽ phân tích nhá được chưa bây giờ mình sẽ đi phân tích là mình sẽ đi tìm đi này mình sẽ đi tìm chiều cao đã sau đó mình sẽ đi tìm diện tích đáy được chưa thì biết là cạnh bên thì bằng 3 tạo về đáy một góc là 45 độ nhá đây sẽ vẽ thôi chờ vẽ này nhá nghe cho khối lăng trụ đúng không đấy khối lăng trụ nó có dạng như này đúng không nhỉ Bây giờ biết cạnh bên với đáy một góc nào 45 độ đây. Đây là cạnh bên với đáy nhá, một góc 45 độ đây. Ok chưa? Đấy vậy 45 độ đây. Thì các bạn để ý là cái này là vuông đúng không? Vì đây là hình năng trụ đứng thì đây là vuông đúng không nhỉ? Cái chỗ này cạnh này vuông nhá, được chưa? Vậy đây các bạn để ý này. Khi mà nó có một góc là đây là vuông mà một góc đây là 45 độ đúng không? Một cái góc này là vuông, một góc là 45 độ thì từ đây mình suy ra gì đây. Cái tam giác này tam giác gì? Tam giác vuông cân. Hiểu chưa nhỉ? tam giác vuông cân đúng không? Vì tam giác này là tam giác vuông cân, được chưa? Thế nên anh có cạnh này bằng cạnh này. Hai cạnh nào nhau mà biết cạnh bên là bằng 3 rồi. Đấy, biết cạnh bên là bằng 3 rồi, tức là cạnh này cũng là gì đây? Cạnh bên đúng không? Là cạnh này. Đúng nhỉ? Được chưa? Cạnh bên nhá. Cạnh bên là bằng 3, đúng nhỉ? Đây là cạnh này nhá, là bằng 3. Được chưa? Đấy. Có phải là lăng trụ đứng đâu á? Mình chưa xác định, xác định đây là lăng trụ đứng mà. Đúng không? Đấy thì cạnh bên này là 3 nhá thì suy ra hai cạnh còn lại là gì? Là 3 chia căn 2. Và cạnh này cũng là 3 chia căn 2. Đúng không nhỉ? Được chưa? Hai cạnh này cạnh cạnh 3 chia căn 2 nhá. Bởi vì tam giác này tam giác vuông cân. Còn đây là cạnh bên là cạnh huyền đúng không? Nào bây giờ mình sẽ phân tích nhá. Bây giờ yêu cầu tính thể tích của lăng trụ đúng không nhỉ? Nào nó bằng gì đây? V đúng không? Thì bằng là B nhân h. B là bằng 7, h là chiều cao là bằng 3 chia căn 2. Hay chính là bằng 21 trên căn 2. Được chưa? 21 trên căn 2 thì chỉ bằng 21 căn 2 trên 2. Vậy đáp chính xác thì là đáp D nhá. Tiếp theo nè. Câu số 6 nè, câu 6 nhá. Câu 6. Câu 6 nhá, được chưa? Nào các bạn comment lại nè. Ít bạn comment ấy, câu 6 nè. Thể tích của khối trụ có đường cao h và bán kính đáy r bằng bao nhiêu? Đúng nhỉ Thể tích của khối lông trụ đúng không? Công thức là gì? là khối trụ công thức là gì nhỉ? V thì bằng pi nhân với r bình và nhân với h nhá. Vậy đáp chính xác này là nè câu 7 nè câu 7 câu 7 nhá chỉ lại cách bấm cách bấm anh bấm đi bấm lại hai lần rồi chưa câu 7 nhá thôi em xem lại giúp anh nhá câu 7 nhá từ từ thôi ạ à, chưa kịp hiểu sợ ơi là thôi cố gắng anh nhá là câu 7 câu 7 các bạn chọn gì nhỉ là comment á, trường em thi đề giờ này kỳ này à ok câu 7 là câu 7 nhá là câu 7 nào, các em câu 7 chọn gì nhá câu 7 quãi à Đấy, câu này là câu nhận diện hình nhá để mình xem là mình sẽ chọn hình nào đúng không à, anh anh nói nhanh à các bạn thấy anh nói nhanh không không các bạn này nói nhanh trời. mấy câu đầu là ez này đúng rồi Nào câu 7 nhá bây giờ yêu cầu là nhận diện đồ thị đúng không nhỉ thì các em nhìn nhá cái đồ đồ thị này mình sẽ loại gì đây đầu tiên em nhìn này em sẽ có tọa độ nhá em sẽ xác định tọa độ cho anh đã được chưa mình phải xác định được tọa độ đã để các em để ý này tọa độ đây là thứ nhất là tọa độ là một một được chưa đấy cái điểm cắt này nhá nó sẽ đi qua điểm tọa độ là một một anh là điểm A đi. Được chưa? Điểm A tọa độ là 11. Đấy, thì bây giờ em sẽ gì đây? Em sẽ thay cái tọa độ 11 vào cho anh cho từng đáp án nhá. Đáp án A, em thay điểm 1 vào đây. Thì anh có ngay là loga cơ số 3 của 1 thằng mấy bằng 0. Nhưng mà tọa độ của nó là 11 đúng không? Vậy là A sai nhá. Hiểu chưa? A sai nhá. Tiếp tục đáp B, em thay tọa độ 1 vào đây thì nó ra gì đây? loga cơ số 2 của 1 cộng 1 1 cộng 1 thì bằng mấy? Bằng 2 đúng không? Vậy là loga cơ số 2 của 2 thì bằng mấy nhỉ? Loga cơ số 2 của 2 thì bằng mấy? Được chưa? Bằng mấy này? Bằng 1. Vậy đáp án chính xác đây là đáp án B nhá. Được chưa? Thấy đúng tọa độ 1 1 chưa? Hiểu chưa nhỉ? Đấy, câu 7 là B nhá. Thế anh giải thích là tại sao lại không phải là đáp án D? Đấy, tại sao không phải là đáp án D? Đúng không? Bởi vì câu này cũng là tọa độ 1 1 đúng không nhỉ? Đấy, tại sao lại là đáp án D nhá, em để ý này. Em nhìn nhá, khi bây giờ cái đồ thị này đúng không? Xong nó lại cộng thêm với một nữa. Đấy, tức là cái y này sẽ cộng thêm với một nữa. Nhưng mà cái điểm cắt thì các bạn nhìn này, giao nó cắt qua gốc tọa độ đúng không? Còn nếu mà nó cộng thêm một nhá thì phải cắt tại đây. Đấy, hiểu chưa? Đây, đây à? Hiểu chưa nhỉ? Đây cái phần này, cái phần xanh xanh này chính là cái đồ thị này. Đấy, hiểu chưa nhá? Tiếp nhá, câu số 8 này. Câu 8. À, câu 8 này, câu 8 bạn chọn gì nhỉ? Đừng suy nghĩ nhiều quá, trời ơi, sẽ dạ, suy nghĩ nhiều phải nói chung là phải chăm chỉ học thế này sẽ suy nghĩ nhiều những câu khó phải suy nghĩ nhiều mà câu 8 nào câu 8 các bạn chọn gì nhá hàm số đã cho nghịch biến trên quả nào sau đây vậy để hàm số nghịch biến trên quả nào sau đây thì hay? nghịch biến nó tức là gì nghịch biến tức là đi xuống đúng không được chưa nghịch biến tức là đi xuống nhá được chưa đi xuống và mang dấu gì và mang dấu âm các bạn để ý này nghịch biến từ đâu đây từ 0 đến 1 và từ âm vô cùng cho đến trừ một đúng không từ 0 đến một vậy đáp chính xác này là gì nhỉ đáp d nhá từ 0 đến 1 Câu số 9 nè Câu 9 Được chưa? Câu 9 lại câu khác khác thế nhá Đấy Câu 9 rất là hay đúng không Nào câu 9 nào Câu 9 nhá Nào câu 9 bạn chọn gì nhá 9 à Được chưa Câu 9 nhá Câu 9 nhìn lạ quá à Đấy câu 9 nó mới hay đúng không Bây giờ người cho phương trình fx thì bằng là x mũ 4 cộng 12 bình cộng 12 Có đồ thị như hình bên đúng không Người ta hỏi là phương trình này có bao nhiêu nghiệm nhá chưa phương trình giờ phương trình y bằng đây nào bây giờ anh sẽ hướng dẫn các phân tích nhá đấy, theo tính chất này câu này rất là hay này anh có loga cơ số 2 của fx thì bằng là x đúng không vậy từ đây suy ra tương đương fx thì bằng là hai mũ x đấy vậy chính là gì đây vậy chính là tương giao giữa đồ thị gì nó chính là đồ thị y bằng x và gì đây và đồ thị y bằng hai mũ x rồi Đấy, bây giờ các bạn sẽ gì hay các bạn sẽ vẽ cái đồ thị y bằng 2 mũ x nhá, thấy chưa? Thầy có like trên uh, FB các bạn anh có nhá. chưa? Bạn nào muốn đăng ký khóa lớp VIP thì các bạn nhấn qua TikTok cho anh nhá. Đây. Thì bây giờ anh sẽ vẽ gì đây? Anh sẽ vẽ cái đồ thị y bằng 2 mũ x lên trên này, được chưa? Đấy, câu này nó thời gian nó vẫn cơ bản mà. Nó chỉ là lừa các bạn tí thôi, chưa? Nào các bạn nhìn nào. Bây giờ mình sẽ vẽ cái đồ thị y bằng 2 mũ x, chưa? Thì đồ thị đồ thị mũ đúng không? Thì là đồ thị cắt thì cắt con chỗ y, chưa? Vậy cái thứ nhất anh sẽ cho x bằng uh, 0 đi, nếu mà x bằng 0 đúng không? Thì anh được y bằng mấy nhỉ? Nếu mà x bằng 0 đúng không? Thì y bằng mấy đây? X bằng 0 nhá. Thì y bằng mấy? Y bằng 1. Đúng không? Y bằng 1, được chưa? Thì anh có độ 0 1 đây. Đấy, vậy thì cái đồ thị y bằng 2x nó là gì ấy? Nó đồng biến che r, đúng không? Nó đồng biến che r nhá, được chưa? Đấy, đồng biến che r các bạn để ý này. Nó sẽ đi như này đúng không? Được chưa? Vậy thì các bạn thấy là đồ thị này cắt gì đấy? Cắt gì này cắt, cắt tại mấy điểm đây? Nào đồ thị này cắt tại mấy điểm đây? một điểm và hai điểm đúng không? Các bạn nhìn chưa? Giao giữa hai đồ thị f(x) bằng 2 mũ x thì giác cắt nhau tại hai điểm. Vậy đáp chính xác thì là đáp A nhá. nha Bạn nào mà quên cách vẽ cái đồ thị y bằng 2 mũ x thì các bạn xem lại trong sách giáo khoa nhá. Đấy, nó hướng dẫn cái phần đồ thị y bằng a mũ x này. Được chưa? Nó đồng biến đúng không? Nó đồng biến thì nó sẽ đi lên này. Hiểu chưa? Các bạn hiểu chưa nhá? Đấy, tức là nó là lừa tí thôi, chứ không khó đâu nhá. Hiểu chưa nhá? Anh học trường gì nhá? Chờ anh anh học trường Y nhá. Bạn em tên Phụ khen thầy giảng dạ, dễ hiểu. Ok cảm ơn bạn nhá. Nào, câu số 10. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Đấy. Câu 10 nhá. Nào, câu 10 nào. Câu 10 các bạn chọn gì nhá? Câu 10 là Câu 10 nhá, được chưa? Các bạn lưu ý dạng này thôi các bạn để ý là các bạn để ý tí là rất dễ, dễ nhá, được chưa? Thầy dạng chữ ch chíu à, nghịch biến là đi xuống ở đây nghịch biến nhá. Ví dụ nghịch biến đúng không? Nghịch biến thì đây. Nghịch biến là sẽ nghi ngược lại như này. Đấy, còn đồng biến thì đi lên. Hiểu chưa? Nó sẽ dựa vào cái hàm số y bằng a mũ x đúng không? Hàm số y bằng a mũ x. Thằng a này lớn hơn 1 thì nó đồng biến. Còn a nó bé hơn 1 và nhỏ hơn 0. À lớn hơn 0 thì nó sẽ nghịch biến, hiểu chưa? Thì đây là lớn hơn 1 đúng không? Bởi vì y bằng 2 mũ x mà. Đấy. Câu số 10 nhá. Nào. Nhìn sợ mà nhưng mà em phân tích ra thì rất đơn giản đúng không? Thấy đơn giản đâu? Nhìn rất là khởi đúng không? Ban đầu thì thấy khó đúng không? Nhưng phân tích ra rất đơn giản. Câu số 10 là Câu 10 các bạn chọn gì nhỉ? Là câu 10 nhá. Câu 10 bấm máy tính được đúng không? Câu 10 cũng bấm được hết, được chưa? Là câu 10 này. Câu 10 nhá. Đại số tuyến tính thì anh ạ. Đã... Trời ơi đang đang toán lớp 12 đại số tuyến tính ở đây. Nào. 4 mũ A trừ cho 2 mũ A cộng B. Được rồi, trừ cho 2 nhân với 4 mũ B thì bằng 0. Đấy, thì phương giờ thì tương đương này, tương đương nhá. Nào, được chưa? Sao là đồng biến vậy ạ? À, do cơ 2 đúng rồi, do cơ số 2 nhá. Nào, bây giờ 4 mũ A thì mình phân tích ở đây, nào. Anh hãy chia cả hai vế cho gì đây? Chia cả hai vế cho 4 mũ B thì anh được là 4 mũ A trên 4 mũ B trừ 2 mũ A cộng B trên cho 4 mũ B trừ cho 2 thì bằng 0. Được chưa? Vậy tương đương nhá. Thì anh được là 4 đúng không? 4 mũ A được chưa? Cái thằng này các bạn nhìn này. Nó có cái gì đây? Nó chung gì đây? Nó chung cơ số đúng không? vậy chính là 4 mũ a trừ b nhá hiểu chưa đấy thằng này là 4 mũ a trừ b nhá theo tính chất nhá hiểu chưa tính chất này là a mũ m chia cho a mũ n thì bằng là à, đúng không bằng a mũ m trừ n hiểu chưa hiểu chưa nhá tại sao lại chia cho 4 mũ b á? để mình rút bất ẩn đi hiểu chưa nhá đấy bây giờ rút ra nhá nào thì anh đợi gì này trừ cho hai mũ a cộng b chia cho 4 mũ b thì nó bằng là 2 mũ A trên cho 2 mũ B Đúng nhỉ? Và trừ cho 2 bằng 0 Đấy, thì từ đây sẽ được gì đây? Là 4 mũ A trừ B Trừ cho gì đây? Trừ cho 2 mũ A trừ B Trừ cho 2 bằng 0 Đấy nhỉ? 4 thì bằng 2 mũ 2 đúng không? Phải tương đương chính là bằng 2 mũ 2 Đúng không? Thì anh đưa 2 mũ A trừ B tất cả bình Trừ cho A À 2 mũ A trừ B Trừ cho 2 bằng 0 Tới đây mình sẽ làm gì đây? Tới mình sẽ đặt nhé Đặt từ đây mình đặt nhá, đặt 2 mũ A B thì bằng T. Điều kiện là T phải dương nhá, được chưa? Nhớ điều kiện đấy. Thì từ đây sẽ được là T bình này trừ cho T 2 bằng 0. vậy từ đây sẽ được gì đây? T bằng mấy? T bằng âm -1 hoặc là T bằng 2. T bằng âm -1 hoặc T bằng 2 đúng không? T bằng âm -1 thì làm sao đây? Điều kiện là T dương đúng không? Đấy, vậy T bằng âm -1 thì loại nhá. Được chưa? T bằng âm -1 loại. Dạo này không biết còn bắn tổ lung không nhỉ? Vẫn bắn bình thường nhá. Được chưa? Vậy anh được T bằng 2 t bằng 2 thì các em thay lên đây thành được là 2 mũ a trừ b thì bằng 2 tương đương a trừ b thì bằng 1 a trừ b bằng 1 đúng không vậy đoàn chính xác thì là đàn a nhé à, các bạn hiểu chưa nhỉ các bạn hiểu chưa để anh dẫn bấm máy tính nhá hiểu anh ơi à ok chưa này còn còn mắc cái chỗ nào không cái phương pháp này thực ra này nó các bạn từ cơ bản thôi trong sách giáo khoa thôi quan trọng là các bạn phải chia được cái phần đấy, chia cái phần thương này Quan trọng là thế nhá. Khóa học bao nhiêu á? Được à, chưa? Tí nữa thì anh sẽ đến câu 30 nhá, hay đến câu 20 thì anh sẽ giới thiệu khóa học nhá. Được à, chưa? Yên tâm là trong khóa học thì anh sẽ dạy cả bấm máy, cả đầy đủ luyện đề luôn nhá. Đấy, à, đi thi là các bạn thể tự tin là bấm máy ở những câu vật dụng cao nhá. Được à, chưa? Anh à, dạy hay quá, à? cảm ơn em nhá. Các bạn thấy hay thì các bạn thả tim để chia sẻ like giúp anh nhá. Ok chưa? Hướng dẫn bấm máy nhá. Cái gì đây? 2 mua A cộng B Uh, trên cho 4A tại sao ra 2 mũ A bây vậy ạ à? Ờ uh, tại sao lại ra mũ thế ạ à? Khóa vừa rồi của anh có 10 không ạ Khóa rồi rồi không có bạn được 10 chỉ có 9.8 thôi Rất là tiếc là vừa rồi chỉ có 9.8 thôi chứ không có 10 Chưa đây Đấy đó uh, giải thích lại cái chỗ này đúng không Như sau đây Là 2 mũ A cộng B đúng không nhỉ Trên cho 4 mũ B Thì 2 mũ A cộng B chính là 2 mũ A nhân với 2 mũ B Còn 4 mũ B thì bằng 2 mũ 2B Vậy 2 mũ B giúp gọn bớt đi và nó còn là 2 mũ A trên 2 mũ B Đấy, hàm mũ lên lớn hơn điều kiện đúng không? À, đúng rồi, hàm số mũ thì em phải nhớ có điều kiện nhé Còn hàm loga thì không cần điều kiện khi mà em đặt Nhớ vậy Là câu số 11 Là câu 10 Chờ hướng dẫn bởi tính nhá Đấy, hướng dẫn bởi tính này như sau đây Câu số 10, 10 Đầu tiên thì các em cho gì đây Các em cho đáp án thì đáp án A chứa B thường bằng 1 nhé Thì tôi rút ra A thì bằng B cộng 1 đi Đấy, sau đem thay vào thôi Em thay giúp anh nhé Là 4 mũ A này Được chưa Đấy, 4 mũ A thì ở đâu có A thì em thay bằng B cộng 1 nhé Ở đâu có A thì thay bằng B cộng 1 Được chưa Chờ cho 2 mũ Thì đây B cộng với 1 Và cộng cho B Được chưa Đấy Chờ cho 2 nhân với 4 mũ B Sau đó thì các em làm gì đây Các em nhấn cho anh là shift zone nhé Shift zone Cho B bất kỳ đi Cho là 2 chẳng hạn Thì nó bằng 2 luôn đúng không Đấy Cho bất kỳ số khác đi nhé cho là 3,69 thì chẳng hạn đấy Thì nó vẫn ra thôi nhá Ơ Cho 3,69 lại ra như thế nhỉ Đây bấm lại nhá Cho số bất kỳ mà nó cũng ra thế nhỉ Bấm đúng chưa nhỉ 4 mũ, 4 mũ B cộng 1 này Trừ cho 2 là 4 B này Đấy cho bấm bấm 40 bấm, bấm Bất kỳ đi cho là 5 đi Đấy Thì nó cũng ra 5 đúng không Ở cái nghiệm này là bấm bất kỳ nó vẫn thế thôi Vậy anh được là B bằng 5 Đúng nhỉ? Thì từ đây sẽ thay vào đây thì nó bằng 6. A bằng 6 đúng không? Vậy hiệu A chữ B thì luôn bằng 1. Đúng không? Vậy đoạn A đúng nhé. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Đã biết A chữ B bằng 1 đâu mà thay được A. Em thì thay bất kỳ thay vào đáp án này. Hiểu chưa? Đấy, bây giờ mình thử đáp án B nhé. Mình đặt cơ số đầu cũng được ạ. À? Đúng rồi, đặt cơ số đầu cũng được. Vậy đoạn A này luôn đúng nhé. Câu 11 à? Nào. nào, câu 11. Câu 11 à? Câu 11 các bạn nhớ nhé. Câu 11 thì đúng một công thức thôi, được chưa? Đấy, câu 11 thì đúng một công thức thôi. Công thức như sau nhá. Bạn nào mà chưa rõ công thức thì các bạn có thể lưu lại như sau. Được chưa? Ví dụ điều kiện để số đồng biến hay là nghịch biến ấy, được chưa? Trên R nhớ là trên R nhá. Thì công thức này nó mới đúng, hiểu chưa? Nhớ là phải trên R đấy. Như sau đây, Nó chính là gì? Đó chính là B bình trừ 3AC sẽ bé hơn bằng 0. Nhớ chưa nhỉ? Nào. Thế bây giờ B bình, chưa? Có biết đáp án đâu mà thay nhá. Thì bây giờ người ta cho sẵn đáp án này em thay vào. Hiểu không nhỉ? Mình thử đáp án này. Được chưa? Nào bây giờ tiếp nhá, là m m 3 bình này, b là m 3 đúng không? Trừ cho 3c, a bằng mấy đây? Được chưa? a được bằng 1/3. Được chưa? c bằng mấy đây? c bằng m cộng với 17 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đấy, vậy từ đây tương đương nhá, tương đương này. Vậy m 3 bình thì bằng m bình trừ cho 6m cộng với Được chưa? Nào, trừ cho gì đây? Trừ cho m và trừ cho 17 bé hơn là bằng 0. Đấy nhờ? Vậy từ đây sẽ được gì đây? M bình trừ cho 7 M. 9 đúng không? Là bằng trừ 8 này. Sẽ bé hơn bằng 0. Đấy. Vậy thì đây, từ đây sẽ có gì đây? M sẽ bé hơn bằng bao nhiêu nhỉ? M sẽ bé hơn bằng 8 đúng không? Và lớn hơn bằng âm 1. Đấy. Vậy từ bao nhiêu đây? Từ âm gì đây? Từ âm 1 nhé. Cho đến bao nhiêu nhỉ? Cho đến 8. Thì có bao nhiêu chị đây? Từ âm 1 đến 8 là lấy cuối trừ đầu cộng 1. Cuối trừ đầu cộng 1 đúng không? Vậy 8 trừ cho trừ 1 thì bằng 9, 9 cộng 1 là 10 nhé 10 10 giá trị đúng không? Vậy đáp án chính xác này là C nhé C Đúng nhỉ? Nên nhớ là điều kiện này hàm bậc 3 nhé à, Anh ghi rõ hẳn ra được chưa? Hàm bậc 3 nhé Dấu trừ Ngoặc có lấy không à? Tính rồi nhỉ? từ nhá À giá trị nguyên dương đúng không? Giá trị nguyên dương Anh chưa đọc kỹ đề nhá Anh chưa đọc kỹ đề Chưa đọc kỹ đề Giá trị nguyên dương đúng không? Nguyên dương nhá Nguyên dương thì anh sẽ lấy từ 1 nhé Lấy từ 1 được chưa Vậy thì có 8 giá trị đâu nè nè Anh chưa đọc kỹ đề nhé Bậc 2 thì sao hả Bậc 2 thì em tính đạo hàm bình thường thôi Chưa Anh giảng lại đi em chưa hiểu á Cái này công thức thôi nhá Cái này công thức em áp dụng mà thôi Dạng tổ quát của nó là gì Y bằng A x 3 Cộng với B x bình Cộng với C x cộng D Đấy thì A là bao nhiêu đây A là phần 3 B là trừ M trừ 3 C là M cộng 17 Thế thôi Câu 10 Câu 10 anh Vừa lấy câu 10 anh hỏi Thì chẳng thấy bạn nào bảo Xong đến lúc anh xong Xong câu khác rồi Thì lại bảo anh câu 10 Câu 12 nhá Được chưa Đạo hàm mới, Đạo hàm đúng rồi Đạo hàm mới delta Còn đây có thức tính nhanh mà Câu số 12 là các bạn chọn gì nhỉ Đây là em vừa thi hôm qua luôn là Chúng chúng luôn gì đó Nà. Câu số 12 nào? Câu 12 Câu 12 các bạn chọn gì nhỉ Nào câu 12 này hàm số nào sau đây thì đây điều kiện nhá người ta hỏi là hình vẽ là sau đây là của đồ thị hàm số là sau đây nhá các bạn nhìn là biết đúng không đồ thị này là đồ thị hàm bậc 3 đúng không nhỉ điểm cuối cùng là đi lên điểm cuối cùng đi lên nhé thì mình lại đáp án gì lại đáp án d về hệ số gì đấy hệ số a âm vậy nó chỉ còn lại đáp án a b và c vậy xem là để đáp án a hay b hay c ấy, thì các bạn để ý này nó có tọa độ đúng không các bạn nhìn tọa độ nhá được chưa tọa độ như sau là tại x bằng bao nhiêu đây tại x bằng một thì y bằng mấy y bằng âm 4 vậy anh được tọa độ để gọi điểm A đi tọa độ là 1 và âm 4 rồi đến đây các bạn là gì các bạn sẽ thử bằng máy tính cho anh nhé được chưa thử máy tính này đáp án A này mình sẽ nhập cái hàm này vào cho máy tính nhá là x của 3 trừ cho 3x trừ cho 2 là mình can này thứ nhất là 1 trừ 4 đúng không đây một này xem có đúng là ra trừ 4 không nhá tọa độ 1 trừ 4 được chưa nào bằng à 1 trừ 4 đáp án A đúng không thử đáp án B nhá đáp án B chắc không phải làm sao ấy. Đoán C đi Được chưa? Là cộng 2 đi Cộng 2 nhá Thì mình can này 1 này Thì bằng 0 đúng không? Sai Được chưa? Sai Đoán B chắc sai rồi đúng không? Phải đoán chính xác là A nhá Câu 13 nào Câu 13 Câu này được chưa các bạn? Được chưa? Câu 13 nhá Câu 13 nào Giải bất phương trình 3 mũ 2x Được rồi, 3 mũ 2x bé nó bằng 81 Có nghiệm là bao nhiêu đúng không nhỉ? Nào giải bất phương trình này Được chưa? 3 không có 2x bé nó bằng 81 Đấy à, mình có gì đây 3 không có 2x bé nó bằng 81 Được chưa Nào Tương đương nha Tương đương Nào phương trình này Tương đương thì đây Tương đương 2 mũ x sẽ bé nó bằng loga cơ số 3 của 81 Vậy loga cơ số 3 của 81 thì bằng mấy Bằng 4 Đúng không Vậy từ đây sẽ đầu là x sẽ bé là bằng 2 X bé là bằng 32 đúng không? Vậy đáp chính xác này là A nhé. Câu số 14 nào, câu 14 được chưa? Câu 14 các bạn chọn gì nhỉ? Câu 14 nào. Câu 14 nhá. Tập xác định của hàm số loga cơ số 5 của x. Đấy, logarit đúng không? Logarit vậy tập xác định là gì? Là các bạn cho gì đây? Cái biểu thức bên trong lớn không, tức là x lớn không. Đúng không nhỉ? X lớn không thì tập xác định là gì? Là từ 0 đến dương vô cùng đúng không? Đáp B nhá. Nào, câu số 15 nào, câu 15. Nhắc lại về phương trình tiếp tuyến này. Đấy, câu 15 nhá. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y bằng x mũ 5 trừ cho 5x mũ 4 cộng 4 tại giao điểm của đồ thị hàm số đúng không? Và với trục tung thì có phương trình là bao nhiêu? Nhớ là giao với trục tung nhá. Giao với trục tung tức là gì? Tức là x bằng 0. Nhớ cho nhỉ? Còn nếu mà giao với trục hoành thì là y bằng 0, được chưa? Vậy tại x bằng 0 tức là x0 của anh bằng 0. Và anh có phương trình tiếp tuyến, được chưa? Phương trình tiếp tuyến là gì? Đó chính là y thì bằng là f phẩy của x0, đúng không? Nhân cho x trừ x0 và cộng cho y0, được chưa? Đây thì chính là phương trình tiếp tuyến nhá bây giờ mình có xác định x không chưa? x không rồi. Thì y không là gì? y không nó chính là f của x 0 đúng không? Được chưa? Nào, các bạn, các bạn sẽ thay đây, thay không vào đây thì y không bằng 4. Đúng nhỉ? Nào, bây giờ tính đạo hàm ra. y phải của anh bằng tí đây nhỉ? y phải thì bằng 5x 4 này trừ cho 20x mũ 3. Đúng nhỉ? Bây giờ sẽ thay đây. y phải của 0. Đấy, y phải của 0 nhá. Thì các em thay gì đây, thay không vào đây thì bằng bằng 0. Đúng nhỉ? Vậy từ đây anh có phương trình tiếp tuyến là gì? Y thì bằng F phải Y0 là bằng 0 này Nhân cho x 0 Cộng y không là cộng 4 Vậy nó bằng bằng 4 nhá Đáng chính xác này là đáng B đúng không Hiểu chưa nhá Đấy bạn nào quên cái phương trình tiếp tuyến thì các em ghi lại nhá. Được chưa? Bạn nào quên phương trình tiếp tuyến thì ghi lại cho anh nhá. Nào câu số 16 này. Câu 16. Phương trình loga cơ số 4 của x 2 bằng 3 là bao nhiêu? Tương đương này, tương đương nhá. x 2 thì bằng 4 mũ 3. 4 mũ 3 thì bằng 64. Đúng nhỉ? Vậy tương đương Chuyển 2 sang đây là x thì bằng 66 nhá Vậy đáp án chính xác đây là đáp án D đúng không nhỉ? Y bằng 66 Câu số 17 là câu 17 Để này, để này người ta còn tô sẵn đáp án luôn vậy Câu 17 nhá Là câu 17 Bây giờ người ta gọi là phương trình 4 mũ x Trừ cho 5 nhân với 2 mũ x cộng cho 2 bằng 0 Có 2 nghiệm x1 x2 Tổng 2 lần x1 cộng x2 là bao nhiêu đúng không? Tổng 2 lần x1 cộng x2 nhá Nào các xem nào Phương trình này sẽ là gì Mình sẽ đặt T đúng không nhỉ? Nào, 4 mũ x thì bằng gì? 4 mũ x đó chính là bằng 2 mũ 2x trừ cho 5 nhân với 2 mũ x cộng 12 thì bằng 0. Được chưa? Nào bên sẽ đặt gì đây? Đặt 2 mũ x là bằng gì? Được chưa? Nào. Đi đây, chuyển tổng tổng thành tích rồi vs là cũng chuyển được. Nhá, mình đặt này, đặt nhá. Được chưa? Đặt này. Đặt 2 mũ x thì bằng t. Đúng không? 2 mũ x bằng t thì được nhớ là điều kiện là t phải dương nhá. Được chưa? Nhớ là phương trình đặt đặt mũ ấy thì luôn luôn phải có điều kiện nhá. T dương đúng không? Thì anh có T bình này. Trừ cho 5T này, đấy, cộng cho 2 bằng 0. Được chưa? Vậy từ đây sẽ được hai uh, nghiệm là là các bạn mới tính cho anh nhá. Bấm máy tính à? Đề sở nào đây á? Đây là đề của Hà Nội nhá, menu 9 này, 22. 1 này trừ 5 này, 2 này. Nó ra là 5 cộng với căn 17 trên 2 và 5 trừ căn 17 trên 2 đúng không? Mình yêu cầu là tính <laughs> Tổng 2 nghiệm yeah. 5 cộng căn 17 trên 2 T thì bằng 5 cộng căn 17 trên 2 À T thì bằng 5 trừ căn 17 trên 2 Có nghiệm âm không, không nhỉ Cái nghiệm âm không Dương đúng không Dương Có giải hết đề không á Có nhá tí nữa giải hết đề nhá Chắc là mấy câu này sẽ đi nhanh hơn một chút yeah. Không cả không kịp thời gian đi Nà Chiều anh còn đi học nữa Câu Câu 17 nhá, là câu 17. Câu 17 này. Rồi bây giờ mình biến đổi này, thành được là 2 mũ x thì bằng là 5 cộng với căn 17 trên 2. Được chưa? Hoặc là gì? Hoặc là 2 mũ x thì bằng là 5 trừ căn 17 trên 2. 5 trừ căn 17 trên 2 nhá. Được chưa? Tương đương. Thành được nghiệm thứ nhất là nghiệm x1 đúng không? Thì sẽ bằng là log cơ số 2 của 5 cộng căn 17 trên 2 x2 thì bằng là loga cơ số 2 của 5 trừ căn 17 trên 2. Mà nó cóng tay quá thật đấy, cóng tay khó viết thật đấy, z. Và từ đây sẽ được là 2 lần x1 cộng với x2 đúng không? Đấy, 2 lần x1 cộng x2. Đây là một câu dình hình hơi dối à? Ok, nào. 2 nhân x1 đúng không? x1 là loga cơ số 2 của 5 cộng căn 17 trên 2. Thì đây, cộng với loga cơ số 2 của 5 trừ căn 17 trên 2. Các bạn để ý nhá, đây là tổng đúng không? Tổng thì nó thành tích, nghe chưa? Tổng của một loga ấy thì để thành tích của một loga nó là loga cơ số 2 của 5 cộng căn 17 trên 2 nhân với gì? Nhân với 5 trừ căn 17 trên 2. cổng tay khó viết quá Được chưa? Các bạn nhân vào nhá. đến đây bấm máy tính cho anh. Bấm máy tính này. Loga cơ số 2 của 5 cộng căn 17 trên 2. Căn 17 đúng không? Nhân cho 5 trừ căn 17 Đúng chưa? Trên cho 4 Nó bằng 1 đúng không? Nó bằng 1 Nó bằng 1 nhỉ Vậy cái thằng này là 2 x 1 là bằng 2 nhá 2 x 1 là bằng 2 đúng không? Các bạn hiểu chưa? Hiểu chưa? Mình thấy tách tổng thành tích ngay từ đầu Dùng C trên A nhanh hơn à? Đúng rồi, anh dùng C trên A nhanh hơn nhưng mà này cách truyền thống đúng không? Cái này theo VS thì dùng C trên A nhanh hơn nhỉ? Theo VS thì C trên A nhanh hơn Nào tiếp nhá Tiếp Thứ ba anh có like không á? Có nhá Đoàn A Nào, nào em bấm máy nhanh hơn à? Ok rồi yeah. Bấm máy thì có gì đâu đơn giản mà Câu số 18 nào 18 còn chọn gì nhỉ? Hôm nào anh chẳng like đúng không? Có hôm nào anh không like đâu Hôm nào chẳng like Câu 18 nhé, tính đạo hàm của hàm số y thì bằng loga cơ số 2 của x là bao nhiêu? Đạo hàm của hàm số này. Nè, câu này đạo hàm đúng không? Nhớ nhá. Loga cơ số a của x lấy đạo hàm thì bằng gì? Bằng 1 trên cho x nhân với lê B của a. Được chưa? Vậy các bạn thay a bằng mấy đấy? A bằng 2 nhá, là C. Đúng không? Rất là đơn giản đúng không nhỉ? Nè, câu tiếp theo câu số 19 nào. Câu 19. 19 các em chọn gì nhỉ? Nào câu 19. Nào câu 19 nào. Câu này cũng biến đổi một chút đúng không? Câu này cũng biến đổi một chút nha. Đấy, câu chuyện chút nhá. Thứ tư em thi mà toán em yếu quá, nhờ xem anh hiểu. Ok, bạn Lê Văn Lâm nhá. Đấy. Bạn nào nhớ là thứ tư lần sau nhá, bạn nào thi đề sở đúng không? Thì các bạn nhớ là gì? Các bạn nhớ là chụp chụp lại đề xong gửi cho anh nhá. Anh chữa cái đề sở đấy nhá, nhớ chưa? Nhớ nhá, là là chụp lại đề cho gửi qua phở bò nhá. Hoặc là gửi qua TikTok cũng được, Được chưa? Nhớ là chụp lại đề đấy. trên rồi bay mất rồi. Được chưa? Nhớ là chụp lại đề nhá. Được chưa? Câu số 19 này. Câu 19. Câu 19 này. Bây giờ người cho cái phương trình này bằng này. Bây giờ cầu tính giá trị tích của A nhân B. Đấy, tính tích A nhân B. Thế là mình sẽ tính kiểu gì đây? Nè. Yeah, tính kiểu gì đây? Đây anh có là loga cơ số 3 của A thì bằng Nó bị lấy nét này. Loga cơ số 2 của căn B nó sẽ bằng là loga lốc log đúng không? Lốc của 4 lần a cộng b. Nào Thì theo các bạn là phương pháp gì đây? Câu này mình sẽ sử dụng phương pháp gì nhỉ? Đặt ẩn hay là dùng phương pháp là thế đây. Nào, theo các bạn để dùng cái câu này dùng phương pháp nào đây? Được chưa? Thì anh sẽ gì đấy? Anh sẽ đặt nhá. Được chưa? Đúng rồi, cho bằng t đúng không? Cho nó bằng t nhá, nhớ chưa? Thế giờ cho nó bằng t thì anh được thế đây? Nào, bây giờ sẽ cho từng cái phương trình bằng t1. Từng cái phương trình bằng t1 nhá. Được chưa? Thứ nhất, anh để là loga cơ số 3 của a bằng t thì từ đây sẽ được gì đây tương đương này a thì bằng 3 mũ t xong nhá tiếp theo loga cơ số 2 của căn b bằng t thì từ đây sẽ được gì đây b thì sẽ bằng gì đây hai mũ 2 t không nhỉ Đấy, xong nhá được chưa rồi thì anh được cái cuối là lốc của 4 lần a cộng b thì bằng t đúng không thì từ đây tương đương này 4 lần A A ở đây là bằng 3 mũ T Được chưa? Cộng với gì đây Cộng với 2 mũ 2T Đấy thì bằng gì đây nhỉ Bằng 10 mũ T Xong chưa Vậy tới đây các bạn đi tìm đi tìm T nhé Đấy tới đây mình sẽ đi tìm T Đúng không nhỉ Nào bây giờ mình sẽ đi tìm T ở dưới đây Tìm T ở gì nhỉ Anh hãy xôn nó nhanh nhá Xôn nó nhanh Tìm T thì xôn nó nhanh nhá Xôn đi Được chưa Xong chỉ bấm máy ở à? đây Không phải kết hợp bấm máy luôn Câu này mình sẽ xôn lên nhanh nhé Nào xôn này 4 này nhân với 3 mũ x Đúng không? Cộng cho gì đây? Cộng cho 2 mũ 2 x này 2 mũ 2 x nhé 2 mũ 2 x này ờ, Thì bằng gì nhỉ? Bằng 10 mũ t Đúng không? Bằng 10 mũ t nhé chưa? Nói lại chỗ em b với á Chỗ b có là gì nhỉ? Chỗ b á Đây á Chỗ này là căn b thôi Căn b thì bằng gì đây? Căn b thì bằng 2 mũ t thì B bình nên có phải là bằng này không? Trời ơi Sao lại bằng 10T á? Trời. Cái này em xem lại lý thuyết trong sách giáo khoa nhé Được chưa? Log Log đó chính là loga cơ số 10 Mấy bạn này uh, vẫn bản chất nó vẫn chưa chắc lắm này Giờ mình đánh shift zone nhé Shift này Cho x một giá trị bất kỳ Cho là 2 đi Đấy Ơ nó bằng 2 luôn nhỉ Thì cho số khác như thế nào Xem đúng bằng 2 nhá Ờ ừ, nó vẫn bằng 2 đúng không? Nó vẫn bằng 2. Vậy anh được T bằng 2 này. Chào bạn Phương nhá. Ok chưa? Vậy anh được là T bằng 2 rồi đúng không? Thì T em thay vào đây thôi. Vậy đây là 3 mũ 2 bằng mấy? 3 mũ 2 bằng 9. Đấy. Thằng này thì bằng gì đây? 2 mũ 4. 2 mũ 4 thì bằng 16. Vậy tích A nhân B. A nhân B thì bằng 10. 16 nhân 9. 16 nhân 9 thì bằng 144 nhá. Đàn C. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Nói lại chỗ A cộng B đi anh á A cộng B chỗ này à Đây á à. Thì ở đâu Vậy em vừa rút ra được là A bằng mấy đây A bằng 3 mũ T thì em thay vào B thì bằng 2 mũ 2 T em thay vào đây Hiểu chưa Em chưa hiểu á à? Thật đủ rồi Các bạn hiểu chưa nhỉ Này kiến thức nền là đúng rồi nên Dùng viết à Dùng viết làm sao được Xong rồi nhá Tiếp rồi Bấm máy thử á, anh vừa bấm máy xong Đến cái chỗ này em biến đổi xong em bấm máy à Tiếp nhá Câu số 20 nè Câu 20 Ship số chứ không phải ship can Bước suy ra bằng 2 là sao á Thì em bấm máy tính Cái chỗ này em bấm máy tính ra, tìm nghiệm nè Em cho một giá trị bất kỳ trong tìm nghiệm thôi nhá Được chưa Đấy, em cho là 4 đi Sau đó em tìm nghiệm T là nó ra t bằng 2 trong máy tính x đúng không thì nó là t bằng 2 câu số 20 nhá câu 20 nào câu 20 được chưa mấy bạn này kiểu mất hết mất hết kiến thức cơ bản rồi anh thấy thế là câu số 20 này câu 20 nhá câu 20 các bạn chọn gì nhỉ câu 20 nào hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên đúng không câu 20 nào câu 20 các bạn chọn gì nhỉ các bạn đầu tiên các bạn nhìn gì các bạn nhìn trên đồ thị cho anh nhá nhìn trên đồ thị các bạn sẽ nhìn đi tiệm cận đứng Tiệm cận đứng là tại điểm nào đây Tại điểm x bằng 2 Đúng không Tiệm cận đứng là tại, tại điểm x bằng 2 thì loại đáp án gì Loại đáp án C đúng không Vì tiệm cận đứng là bằng gì đây Tiệm cận đứng của nó bằng 1 Đấy loại C nhá Tiếp theo mình sẽ xem tiệm cận ngang Tiệm cận ngang là cái đường thẳng này Nó cắt tại điểm nào đây Tại điểm y bằng 2 Đúng không Thì loại đáp án B Vì đoạn B tiệm cận ngang là y bằng 1 mất Bây giờ mình chỉ có đáp án A hoặc là D để mình xem là đáp A hay là D nhá. Thì bây giờ các bạn xem là gì đây? Các bạn sẽ đi tính đạo hàm ra cho anh, được chưa? Đi tính đạo hàm nhá. Đạo hàm được không nhỉ? Không được đúng không? Không tính không tính đạo hàm được. Thì các bạn nhìn giao điểm đi, nhìn nhá. Nhìn kỹ chỗ hình này này. Đây anh sẽ cho to hình ra cho các bạn nhìn nhá. Được chưa? Đây tại x đây. Tại x bằng 0 này. Anh anh phóng to các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn kỹ này. Chưa? Chú ý nhá. Đây tại x bằng 0 này. Thành được y đúng không? Y là sao đây? Y là dương. Nhìn cái điểm cắt chưa? tại x bằng không này nó cắt tại điểm này điểm dương nhá được chưa anh ấy phân tích này cái chỗ này, anh gọi là cờ đớt đi nhá được chưa là cái phần trên này đúng không nhỉ phần trên này thì nó cắt tại điểm trên này nó mang dấu gì đây dương được chưa còn phần dưới này là phần người yêu cũ nhá thì nó mang dấu âm thì em thấy nó cắt tại đâu đây nó cắt tại điểm cờ đớt này đúng không đấy nó cắt ở phần trên này, nhá ví dụ nó cắt đây này là cắt ở chỗ người yêu cũ đúng không đây là chỗ x đây được chưa đây là chỗ x nhá đấy đây là chỗ x đúng không nằm dưới chỗ x tức là phần người yêu cũ đúng không thì nó mang dấu âm còn nằm trên trên đúng không? Nằm trên này là cross thì nó mang dấu dương. Được chưa? Thì nó nằm ở phần cross đúng không? Thì nó mang dấu dương nhá. Và anh đều là y dương. Hiểu chưa? Đấy, mình phân tích đồ thị rất là chi tiết nhá. Đáp A này. Bây giờ mình cho x bằng 0. Để xem là y bằng bao nhiêu nhá. Nào. 2 nhân với 0 này trừ cho 1 trên cho 0 trừ cho 2. Vậy nó bằng gì đây? Nó bằng là trừ 1 phần 2. Trừ 1 trên trừ 2. Trừ 1 trên trừ 2 thì bằng 1 phần 2. Nó dương không? Dương thử đáp án D nhá, đáp án D này, đáp án D này. Đáp án D của mình là y thì bằng là 2x cộng 1 trên cho x chữ 2. Bây giờ em cho x bằng 0 cho anh nào. x bằng 0 em thay đây nhá. Thì y bằng bao nhiêu đây? 2 nhân 0 này cộng với 1 trên cho 0 chữ 2. Ồ nó bằng là trừ 1 phần 2. Nhưng mà mình nhìn, nhìn cho đồ thị này đây. Đồ thị nó theo phe nào đây? Nó theo phe cờ đớt đúng không? Còn cái thằng D nó phản đúng không? Nó lại quay lại với người yêu cũ nhá, được chưa? Cái thằng mà quay lại người yêu cũ là mình sẽ loại được chưa? Loại cái thằng mà quay lại người yêu cũ nhá. Nào phải đan chính xác đây là đàn thấy chưa? Đà A nhá. Cái okay, chưa? Các bạn hiểu chưa nhỉ? Đấy. Khi mà xét cái đồ thị này thì mình sẽ dựa theo giao điểm nhá. Cắt OX dễ hơn là cắt cái nào cũng được, thích cắt cái nào cũng được mà. Đấy, cắt cái nào cái nào chẳng được. Chưa chưa thật hay đủ hay. Đấy. Tối nay có bạn nào đi chơi Loen không nhỉ? <laughs> anh lại sợ anh sợ tối lai các bạn lại đi chơi lôi ăn thế chết thì hết thì thôi mà tối các bạn đi chơi lôi ăn hết thì lai chẳng có ai xem có 21 nhá đạo hàng của hàm số y thì bằng 2023 thì 2023 mũi là bao nhiêu được chưa mình nói chung là mình có nhiêu nhỉ mình uh, 10, 17 năm rồi mình chưa biết đi chơi lôi ăn là gì câu 21 nhá là quay mốt à chờ nhá chưa, tối nay ôn tiếp tối nay được chưa tối nay nhá là câu có 21 à Câu 21 cận gì nhỉ là câu 21 à y đúng không thì bằng là a mũ x Đấy. a mũ x lấy đạo hàm thì bằng gì thì bằng a mũ x nhân cho lê bé của a đúng không nhỉ a mũ x nhân cho lê bé của a đúng không vậy 2023 mũ x lấy đạo hàm thì bằng 2023 đúng không mũ x nhân cho lê bé của 2023 Vậy đoạn chính xác này là C nhá C Đấy Câu số 22 này Không thuộc công thức Máy đạo hàm vẫn được à? Đúng rồi thôi cố gắng thuộc công thức đi em em phải học được công thức mấy câu này thì em mới làm được vật dụng cao nhá nên là cố gắng học công thức đi em ạ cô hai hai nào đồ thì hàm số y thì bằng đây x cộng với 16 trên x đúng không nhỉ Đang cực đại, đại đi đâu á tối mấy giờ á các bạn cứ follow kênh anh xong rồi các bạn bật thông báo nhá được chưa để anh sẽ tính nào nào chắc là 7 giờ 8 giờ chắc là 9 giờ 9 giờ nhá 9 giờ like nhá để 7, 7 giờ anh còn like uh, 2K7 trước 9 giờ nhá Câu 22 nè Là câu 22 Đồ thì hàm số Y bằng X Cộng với 16 trên X Đạt cực uh, Đại tại đâu đúng không nhỉ Đấy Mình xem này nhá Tại điểm đó 9 giờ em vào cả ok nhá 9 giờ nhá Chứ tối nay thì anh sẽ chữa đề uh, Lục ngạn Bắc Giang nhá Có mấy câu về cao hay ấy Các bạn nhớ vào xem nhá đề ngục lục ngạn Bắc Giang ấy Có mấy câu mới mới lạ lạ ấy Biết đâu là tuần sau là các bạn thi vào đúng không anh có khóa học không có, có nhá bạn nào quan tâm đến khóa học thì các bạn nhắn qua tiktok cho anh được chưa nào xem nào đại cực đại cực tiểu đúng không thì em xét cho anh Thứ nhất anh tính đại hàm đi y phải y phải bằng gì đây bằng một đúng không trừ cho 16 trên x bình vậy từ đây sẽ được gì đây là được x bình này trừ cho 16 trên cho x bình đúng không bây giờ anh cho y phải bằng không y phải bằng không thì anh được là x bình trừ cho 16 bằng không tương đương x thì bằng cộng trừ 4. đúng không nhỉ x bằng cộng trừ bốn đúng không thì anh xét đây đây là âm 4 nhá. Được chưa? Đây là không này. Đây là bốn này, đây là dương vô cùng và đây là âm vô cùng. Nhớ chưa nhỉ? Tại sao lại xét tại không? Bởi vì xét mẫu nữa nhá. Đấy, xét mẫu nữa. Thì tại không nó không xác định này. Đấy, tại không xác định nhá. Được chưa? Mà tại không nó là nghiệm gì đây? Nó là nghiệm kép nhá, em để ý này. Nó là x bình đúng không? Thì nó là nghiệm kép. Thì cái qua không nó không đổi dấu nhá. À, mình xét này. Từ 4 đến dương vô cùng anh cho là anh cho là năm đi. 5 anh thay vào đây thì nó mang dấu gì? Nó mang dấu dương. Đấy, dương nhá, đan dấu này. Đây là âm này Thì đây là âm nhá Vì tại không là nghiệm x bình em nhìn chưa Nó là nghiệm kép thì nó không đổi dấu Vậy đây là dương Đấy vậy dương là đi lên này Đấy âm là đi xuống này Nó lại đi xuống như này này Xong lại đi lên này Ok chưa Đấy Bây giờ người ta hỏi gì đây, đây Người ta hỏi là Cực đại và cực tiểu đúng không Em nhìn cực, cực đại tại đâu đây Cực đại tại x bằng âm 4 Được chưa Tại x bằng âm 4 Em thay vào cho anh Xem là bằng nhiêu nhá Y bằng nhiêu đây Thay âm 4 vào đây Em can nhá Bao nhiêu nhỉ Âm 4 mới cộng với âm 4 là âm 8 đúng không? Tiếp theo, Tại x bằng 4. Em thay vào đây thì y bằng 8. Được chưa? Vậy, anh có tọa độ, Người ta hỏi gì đây? Người ta hỏi là y1 cộng với y. Y2, đúng không? Y1 cộng y2. Y2 cộng với y1. Vậy xin là bằng trừ 8 cộng 8. Trừ 8 cộng 8 thì bằng 0. Vậy đáp chính xác thì là đáp C nhá. C. Có đề cần thương không anh á, anh không? Thứ sáu em gửi đề Khánh Hòa nha anh Ok em Các bạn hiểu chưa nhỉ Các bạn hiểu chưa Để anh giải thích cho Giờ yeah, nhớ tại không xác định nhá Nên là mình phải chia hai khoảng ra Đấy tại không không xác định ấy Để có lời Long An không á Không em Ơ ờ, cái đề Long An thì như chữ ấy sao ấy Hay cái đề nào nhỉ Mình chữa nhiều đề quá còn nhớ nữa Chỗ y phải á À cái này công thức đạo hàm nhá Công thức đạo hàm thì chưa Đây là công thức đạo hàm nhỉ chưa một một trên x lấy đạo hàm Thì bằng là trừ một trên x bình nhá Trời ơi bây giờ công thức đạo hàm không nhớ nữa Anh chưa đến tuần sau luôn à Anh chưa đến lúc các bạn thi tốt nghiệp xong ấy Chứ không phải là chưa đến tuần sau đâu Nhá Chưa đến lúc các bạn thi tốt nghiệp ấy Toán lớp mấy đây á à? Toán lớp 12 nhá Có đầy quảng lang không em? Được chưa Tiếp nhá Câu 23 nè Câu 23 Giờ chữa nhanh nhanh nhá Chữa nhanh nhanh còn đi học bây giờ 43 rồi 43 đúng không trong anh còn đi học nữa các bạn. Được chưa? Học đại học này, chủ nhật đi học ấy. Câu 23 này. Thể tích V của khối lăng trụ có chiều cao thì bằng h, thể tích đáy thì bằng 3 b Rồi tính theo công thức nào sau đây. Ha, à, câu uh, câu 23 các bạn chọn gì nhỉ? Đấy. Câu 23 các bạn chọn gì nhỉ? Câu 23 nào? chưa? Câu 23 nào? ước biệt được anh sớm hơn à Trời ơi. Bây giờ vẫn kịp anh em được chưa? Các bạn lên uh, GG các bạn search là là biết ngay nhá, được chưa? trường này nhá được chưa nào câu uh, câu 23 là câu 23 V bằng gì đây nào V bằng gì nhỉ V đúng không năng thể tích năng trụ nhá được chưa thể tích khối năng trụ cô nhỉ VH h thì bằng gì đấy? h nhân 3 b cái đáp chính xác thì là đáp d nhá được chưa đi đấy d nhớ chưa d nhá công thức công thức thể tích năng trụ này V là bằng s đáy và nhân cho chiều cao nhá mà s đáy thì bằng nhiêu đây s đáy là 3 b mà đúng không đấy bị lừa nhá được chưa bị, lừa đúng không đấy bị lừa đúng không đây là hát này đây được chưa đán d nhá được chưa đấy d nhá câu số 24 là câu 24 đấy, câu 24 mươi câu, câu 24 bạn xem là gì câu 24 nhá là câu 24 này hình vẽ bên dưới trên có bao nhiêu mặt đúng không hình vẽ bên dưới có bao nhiêu mặt là câu 24 này hình vẽ bên dưới có bao nhiêu mặt đây các bạn đếm số mặt cho anh nhá anh có đăng lại trên DTP không? có em nào câu 24 nào Câu 24 các bạn sẽ đếm xem là có bao nhiêu mặt nhá, được chưa? Câu 24 nào. 1 2 3 4 đúng không? 5 6 7 8. Vậy là có 8 mặt nhá, được chưa? Đàn B. Câu này là câu đếm rồi nhá. Câu 25 nào. Phương trình 8 mũ x bằng 64 có nghiệm là bao nhiêu? Đúng nhỉ? Là câu câu 25 nào. Câu 25 các bạn chọn gì nhỉ? Câu 25 nào. 8 mũ x thì đây, 8 mũ x bằng cái hình trên gọi là gì nhá, hình bát diện nhá. Hình bát diện, bát diện đều hay sao ấy bát diện đều nhá, được chưa? Đấy, hình trên là hình bát diện nhá. Vậy anh có là phương trình 8 mũ x thì bằng 64 và x bằng mấy? x bằng 2 đúng không? Có phải là 8 bình thì bằng 64 không? Là na, na nhá. Câu 26 là Câu 26. Nào, câu 26. Câu 26 là Nào, câu 26 các bạn chọn thì nhỉ? Các bạn nhớ câu 26 phải có điều kiện nhá. Được chưa? Câu 26 là phải có điều kiện đấy nhá. Câu 26 mình xét điều kiện trước. Điều kiện là cái biểu thức bên trong loga phải lớn không? anh được là 6x mũ 3 trừ cho 7x cộng với 1 lớn không. Và gì? Và x bình trừ cho 3x cộng 2 phải lớn không nữa. Nhớ phải có điều kiện đấy, tí mình còn loại đúng không? Nào, thế bây giờ bấm máy tính nhá. Bấm máy tính này, menu A. Sau đó các em chọn là phương trình bậc 3 đúng không? Dấu lớn hơn là 1 này. Thằng này là 6 nhá, 0 này, trừ 7 và 1 này. Là bao nhiêu đây nhỉ? 6 này, trừ 7 và 1 đúng không? xem là bao nhiêu nhá là bao nhiêu đây c đúng không x lớn một à x lớn một này và từ trong từ trừ một cho đến không phẩy đúng không đấy trừ một cho đến không phẩy còn điều kiện nữa là x lớn một đúng không đấy đây là thằng trên nhá thằng dưới là gì thằng dưới là x sẽ lớn hơn hai hoặc là x sẽ bé hơn một x sẽ lớn hơn hai hoặc là x sẽ bé hơn một đúng không rồi mình có điều kiện đây nhá. Bây giờ mình sẽ xét này. Câu 26 các bạn đã làm chưa? 26A. Được chưa? Mình sẽ để ý nhá. Bây giờ anh có hai cái phương trình này bằng nhau đúng không? Hai phương trình bằng nhau. Thì bạn để ý là loga cơ số 5 cùng cơ số rồi. Thì các bạn cho hai thằng trong ngoặc bằng nhau thôi. Anh là 6x 3 trừ cho 7x cộng với 1 thì bằng x bình đúng không? Trừ cho 3x cộng cho 2. Được chưa? Tương đương nhá, tương đương. Anh được là 6x cộng 3 trừ cho x bình đúng không? Chuyển sang này là cộng này là trừ thế. Đấy, Chuyển sang đây là trừ 4x nhé Và trừ cho 1 bằng 0 Đấy chưa? Các bạn hiểu chưa? Rồi tới đây các bạn bấm tính này Xem là ra bao nhiêu nghiệm nhé Menu 9 này 23 Thằng này là 1 à 6 này Trừ 1 này Trừ 4 đúng không? Và thằng này là trừ 1 đây Xem là có bao nhiêu nghiệm nhé X bằng 1 này Và x bằng trừ 1 phần 3 Trừ 1 phần 2 X bằng 1 X bằng trừ 1 phần 3 và x bằng trừ 1 phần 2 thì em cần để ý điều kiện vừa lẽ là x lớn hơn 1 đúng không và x bé hơn 1 nữa có cái điều kiện là x bé hơn 1 đúng không vậy nghiệm nghiệm x bằng 1 loại nha loại vậy thì mình chỉ có duy nhất hai nghiệm đó chính là trừ 1 phần 3 và trừ 1 phần 2 vậy đáng chính xác này là đá A nhé à. tiếp theo này câu 27 cái sợi đen đen trên màn hình nhá đây là câu 27 nè câu 27 qua cho gì à nào câu 27 được chưa? Câu 27 nào. Câu 27 nhá. Bất phương trình loga cơ số 3 của x cộng 2 bé hơn bằng 1 trừ cho loga cơ số 3 của x có thập nghiệm lừa khoảng là từ a cho đến đây từ a cho đến b đúng không? Khi đó tổng của a trừ b là bao nhiêu? Được chưa? Thì các câu này các bạn nhớ điều kiện nhá. Đấy, phương trình loga thì các bạn cứ nhớ điều kiện là được, được chưa? Anh bấm lại điều kiện phương trình bậc 3 á. Thì em chỉ cần nhấn thì đây. Em nhấn cho anh là menu A thôi. Là ra bất phương trình bậc 3 nhá. Nào, câu số 27 nào. Điều kiện là gì đây? Là cái biểu thức này lớn tức là x cộng 2 lớn 0. <laughs> được chưa? Và x sẽ lớn 0. Thì từ đây anh suy ra là x sẽ lớn 0 nhá. Đấy, vậy là mình đã có điều kiện là x lớn 0 rồi, đúng không? Từ đây anh có là loga cơ số 3 của x cộng 2 sẽ bé là bằng 1 trừ cho loga cơ số 3 của x. Đúng không nhỉ? Từ đây anh chuyển sang đây. Anh để là loga cơ số 3 của x cộng 2 và cộng cho loga cơ số 3 của x sẽ bé là bằng 1 được chưa? Tương đương nhá, thành con loga cơ số 3 của x cộng 2 nhân cho x sẽ bé hơn bằng 1. Đấy, vậy tương đây sẽ được là x bình cộng 2x sẽ bé hơn bằng 3. Được chưa? x bình cộng 2x bé hơn 3. Thì tương đương sẽ được đây là x bình này cộng 2x trừ cho 3 sẽ bé hơn bằng 0 nhá. Được chưa? x bình cộng 2x bé hơn bằng 0. Thì tương đương sẽ được nghiệm là gì đây? Lửa khoảng đúng không? Kết hợp với điều kiện nhá. Là x sẽ lớn bằng gì đây? Là từ 1 đúng không? Từ trừ 3 đến 1 kết hợp với điều kiện là x lớn không nữa và từ đây suy ra là x sẽ lớn không và nhỏ bằng 1 tại sao 1 bằng 3 vậy anh á cái này em bấm mới tính nhá cái này em bấm mới tính hiểu chưa à cái phương trình này á cái phương trình này đúng không bạn hỏi phương trình này đúng không cái này là công thức trong sách giáo khoa thôi trời ơi nhá loga cơ số a của b thì bằng c b bằng a mũ c rồi bây giờ không thuộc công thức nhé Hiểu chưa Đấy, Toán 12 là đúng không toán 12 Hiểu chưa Vậy là B là khoảng lửa khoảng là từ 0 cho đến 1 Lửa khoảng từ 0 đến 1 đúng không Vậy A chữ B Là bằng chữ 1 nhé Đó là B Chữ 1 Hiểu chưa Tiếp nhé Tiếp nhé Vâng chắc là không còn thời gian đâu Xem mốt rồi Tào có mấy câu gì hả? Lửa khoảng là sao ạ? À? à đây, lửa khoảng đây Đây người ta gọi là lửa khoảng Được chưa? Cái này học từ lớp 10, bài tờ hợp rồi, đúng không? Câu số 28 nhé Nè, câu 28 các bạn chọn gì hả? À? Câu 28 nào 28, được chưa? Câu 28 nào các bạn Câu 28 nào 28 các bạn chọn gì hả? 28D à? Cho em xin file để ạ. À? Ok nhá. Thôi chắc là anh chưa đến câu ba uh, 30 rồi. Còn 1 giờ đi học mất rồi. <laughs> bạn nào cần uh, full lời giải chi tiết thì các bạn nhắn qua nhắn qua TikTok cho anh nhá. Hoặc nhắn qua phở bò cho anh. Thì anh viết lốt mấy câu còn lại lời giải chi tiết nhé. Là câu uh, 28 nào. Câu 28. Cho em xin file à? Ok nhá. Các bạn nhắn qua TikTok hoặc nhắn qua phở bò giúp anh nhá. Phở bò anh là gì á? Phở bò anh là tên như TikTok luôn avatar mới tên như tiktok luôn nhá được chưa nào các bạn bạn nào chưa kết bạn thì các bạn kết bạn với anh nhá lên phở bỏ kết bạn với anh nhá câu 28 tám nào cho tam giác abc vuông tại a khi quay tam giác abc quanh cạnh ab thì hình nón quanh được là hình gì Đấy, quanh cạnh abc thì, thì hình là gì đúng không thì ta được hình gì đây ta được một hình gì ta được một hình nón đúng không nhỉ phải là chính xác là c nhá hiểu chưa đấy nhớ là luôn tam giác ấy nhớ cái tam giác ấy thì luôn được hình nón nhé hiểu chưa tam giác là ứng với hình nón còn ví dụ hình vuông ấy hiểu chưa hình vuông hay hình chữ nhật ấy thì ta được hình năng trụ nhé à xin lỗi các bạn được khối trụ khối trụ nhá hiểu chưa hiểu chưa đấy khối nhá à từ từ đã từ, đã, từ đã nhá quanh cạnh AB đúng không thì hình tròn xoay tạo thành từ từ nhá hình tròn xoay hình hình để này nó lừa các loại cho cả hình và khối đúng không? Hình Hình tròn xoay nhá Được chưa? Đọc kỹ lại đề bài Nhớ chưa? Đây nhá, anh nói lại nhá Ví dụ hình vuông đúng không? Hình vuông hay hình chữ nhật đấy Thì ta được khối trụ nhá, nhớ chưa? Đấy, khối trụ và hình trụ nhá Còn nhớ tam giác ấy Tam giác ấy thì chắc chắn là khối lón hoặc hình nón Nhớ chưa? Đấy, nếu mà tam giác nhá Thì chắc chắn là khối lón hình nón Câu số 29 nào Câu 29 Câu 29 nhá. Nào. Thể tích của khối lăng chóp đúng không? Đấy. Khối và hình khác nhau á, hình thì nó chỉ là cái hình nguyên thôi. Đúng không? Còn cái khối là một cả mấy khối. Ví dụ như kiểu cái nón ấy. Cái nón nhá, nó chính là khối nón đấy. chưa? Yeah. Là câu 29 à? Thể tích của chóp V của SABC thì bằng gì đây? Bằng 1/3 SA đúng không? Nhân cho S của ABC. Vậy chính là bằng 1/3 này đây. SA là bao nhiêu nhỉ? SA là bằng 2. ABC này tam giác gì này tam giác vuông tại B tam giác vuông tại B thì bằng 1 phần hai hai cạnh góc vuông được chưa hai góc vuông là chính là BA và BC tức là nhân 4 và nhân 13 vậy nó bằng 4 nhá đúng không nhỉ à đâu giúp gọn đi bằng 4 đúng rồi D nhá D nhá câu 29 D nhá câu 30 nào em thi học kỳ 1 và chúng để lại à câu 30 nào Câu 30 Tìm mệnh đề đúng cho nó về sau nhé Câu 30 nè Nó câu này nhá Câu 30 Câu 30 chưa Nào câu 30 nè Tìm mệnh đề đúng cho mệnh để sau Được chưa Nào câu 30 nè Tìm mệnh đề đúng cho mệnh để sau nào các bạn nè Các bạn nhìn nhé Đồ thị có chữ gì đây Nhìn nhé Đồ thị có chữ M đúng không Thì tức là hệ số A của anh phải làm sao đã dương à, âm đúng không còn chữ v kép ấy thì hệ số a dương được chưa đây đầu thị có chữ m đúng không chữ m thì loại đoán gì loại đoán a đầu tiên đấy được chưa tiếp theo em nhìn này đồ thị này có mấy điểm của trị đây nó có 3 điểm của trị đúng không tức là gì tức là a b của anh phải trái dấu được chưa a b bé không mà biết a âm rồi thì tới suy ra b phải dương đúng không nhỉ a âm thì b phải dương được chưa a âm b dương đúng không thì lại ăn d tiếp nào thằng C là điểm gì đây? Nào thằng C là điểm gì? Đây đây là trục OX nhá. Được chưa? Trục OX đúng không? Phần bên dưới là phần âm thì là tức là người yêu cũ đúng không nhỉ? Đấy, phần trên là gì đây? Phần trên là dương đúng không? Thì là phần người yêu nhá, được chưa? Đấy thì nó nằm ở đâu đây? Cái điểm C là cái điểm uốn này nhá, nhớ chưa? Cái điểm uốn này đó chính là điểm C, đúng không? Nó nằm về hướng gì đây? Nó nằm về hướng người yêu nhá. Thì nó là gì đấy? Chắc chắn là C nó phải dương rồi đúng không? Vậy đáp chính xác này là đáp C nhá, C. Được chưa? Còn có có loại đồ thị ấy, thì nó sẽ nằm về hướng người yêu cũ đúng không? Thì ví dụ đây. Đấy, được chưa? Em nhìn thấy cắt chưa? Đấy, nó ở đây cái chỗ OX nhá, nó cắt ở dưới chỗ x này. Thì nó nằm ở người yêu cũ thì nó C này hệ số xét giá thị đại đúng rồi tại y, tức là tại x bằng 0 ấy thì cái AB là sao nói lại á, Nên đây, đây là điều kiện nó có ba cực trị. Có ba cực trị đúng không? Ba cực trị đây. Thì AB trái dấu. Được chưa? Đấy. Câu này hôm khảo sát trường em thi vào. Đấy, thi học kỳ cũng có luôn đấy Hiểu chưa Thôi nha nghỉ đây nhá Một giờ anh đi học này Còn còn lại đáp án thì các bạn anh gửi lốt nhé Rồi tư vấn khoa học đi à Ok nhá Được chưa nói, Thôi nói lốt hóa học cho lốt Đủ một giờ đi học luôn nhá chưa Bạn nào quan tâm đến khoa học thì anh sẽ nói nhá Thì anh đang nhân dịp là Hôm nay là lô en đúng không Tên anh sẽ sale khoa học nhá Là một triệu 5, 599k đúng không? Thì anh giảm còn 999k nhé Thì trong khóa này là combo Bao gồm là khóa chuyên đề nhé Nhất là khóa chuyên đề này Thứ hai là khóa luyện đề Thì là sẽ luyện từ giờ lúc thi đại học nhé Tức là bao nhiêu nhỉ? 28 tháng 6 đúng không? 2024 Và khóa nữa là khóa cuối cùng là khóa caso nhá nhé Thì trong khóa caso này anh sẽ dạy từ cơ bản đúng không? Cho đến vật dụng cao nhé Đấy Và đi thi là chắc chắn là sẽ bấm được nhá. Đi thi là chắc chắn là sẽ bấm được Chờ, Đi thi thật đấy các bạn xem các khóa các làm anh dạy rồi Các bạn biết nhé Là đi thi chắc chắn là sẽ bấm được Được chưa Đấy Còn ví dụ đúng không Ví dụ mà Nếu mà đề thi mà chống ca sô nhé Được chưa Đấy Như Đấy à Anh thấy đồn là đề thi nếu mà chống ca ấy Thì anh sẽ dùng các Anh dạy các bạn vilacan nhé Được chưa Đấy Nếu mà chống ca sô Thì anh sẽ dùng vilacan nhé Ok Được chưa Bạn nào muốn Bạn nào quan tâm đến hoặc Thì các bạn có thể nhắn tin đấy bạn nào có tâm nếu học thì các bạn thể nhắn tin qua tiktok cho anh nhá Được chưa? 99k là đủ cả 3 cái Đúng rồi, đủ cả 3 cái luôn nhá Được chưa? Còn bạn nào mà đăng ký riêng thì có thể có đăng ký riêng nhá Đấy 9k, 99k là thế hả? 99k là từ nút thi luôn Thế là phải mua Vilacan à? không? Vilacan Cái là cái tờ giấy Vilacan của mình đâu nhỉ? Mất cái tờ giấy rồi Thôi nhá, để sau nhá Có học 110A? Không, học Học chung với các bạn luôn Ví dụ mà bạn nào không hiểu thì anh có thể giải đáp cho Chờ bạn nào mà không hiểu thì anh có thể giải đáp cho Thôi nhá anh đi học đi Tối 9 giờ nhá các bạn nhá Tối anh like 2K7 xong thì anh like 2K6 luôn nhá Hình lại buổi tối nhá 990k là học từ giờ lúc thi luôn Chứ không phải là một tháng luôn nhá Để cho tính ra là chắc là nhỉ? Chắc là đối với các bạn là mấy nghìn buổi thôi Một tuần học 3-4 buổi đúng không Có tuần anh còn dạy full tuần nữa thì Giờ nói chung là hơn rẻ hơn là các bạn đi học thêm nhé Hẹn lại các bạn là buổi tối nhá Bye bye